throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerk it like Molly. Don't pop it like Molly. Xin chào toàn thể quý vị từ thành thị tới city, từ city chào qua từng đợt, xin đừng đùa cợt mà hãy để ta chào. Đừng chào ào ào, ta nói mình nịnh, muốn chào cho xịn thì phải chào toàn bộ quý vị có mặt ngày hôm nay. Good morning, madam. Ok, nhân dịp ban chủ vừa mới ngẫm củ tỏi, nên ta quyết định bầu ban chủ mới. Thể lệ tuyển chọn rất đơn giản như đàn giỡn, để hòa mình vào niềm vui vì cái chết của Hồng ban chủ. Ta cần một trò giải trí để giải khuây cho anh em, ai biết được sẽ phong làm ban chủ nhiệm kỳ mới. Tôi trước. Từ từ mấy mấy chế. Đây là ban phái chứ không phải chợ chợm hởm. Bây giờ ai nói trước đây? Do ta là người đẹp trai nhất ở đây nên ta sẽ nói trước nha. Ý kiến của ta là ai sao ta vậy, ai làm bậy ta làm theo. Trời ơi, chắc quá trời em, tào lao sành xíu rồi. Nè nè, nhìn vậy chứ ta bình thường dữ lắm, ta chỉ té giếng mấy lần thôi à. Các huynh đệ thấy sao ý kiến của ta được không? Thấy có hay không? Xàm nát. Rồi, ta xem nó như một lời khen. Rồi, tới ai nữa, chơi búp bê đi. Nghĩ sao mà chơi búp bê, chúng ta chơi banh đùa đi. Thôi chơi dễ vậy đi. Trời ơi, dễ ợt. Chơi gì ta? Mùi vô duyên quá. Sư đệ được cái nói đúng á. Mùi giỡn mà làm gì ghê vậy? Nè, dễ lắm. Mùi biết nè. Quỳnh chỉ cần lên M88 là bao vui. M88 là trang chơi cá cược online tốt nhất của châu Á, như là casino, roulette, blackjack hay là slot nữa. Trời ơi, chơi vui dữ lắm luôn á. Mà M88 còn cung cấp các giải đấu thể thao trên toàn thế giới nữa. Nói chung á là thế giới giải trí luôn á. Được, ta đi giành đây. Hey, quay, cái này người ta chỉ đố người ở trong bang mà thôi. Quỳnh mà nhào nhào vô nó quýnh Quỳnh thối tiền luôn á. Rồi, tới hay nữa. Ta, cha nội nói quậy vậy trời. Theo nguồn tin bí mật ai cũng biết, nếu anh em muốn giải trí thì cứ kéo lên M88 mà chơi. Quá trời trò chơi để lựa chọn. Chọn luôn. Nghĩ có bún gì không không? Chưa hết bún gì không lắm. Mày đâm bàn quá. Về kêu cho mày bún đi mày. Rồi rồi, ông đó thắng chắc luôn rồi. Tới ta nói. Nè, ta chưa có nói xong mà. M88 gửi tiền và rút tiền qua ngân hàng địa phương trong vòng 24 tiếng. Đặc biệt miễn phí 208% tiền thưởng tại Club Vegas cho tất cả các thành viên mới. Thôi có bao nhiêu nói hết cha rồi. Còn ai nói được gì nữa? Và bây giờ kết quả là... Trời ông già lớn tuổi cha không chán được chứ kỳ cục. Lớn tuổi cha kết quả là... Thôi ai đậu nói đại đi trời. Đứng đây mũi chích muốn chết luôn. Té ghen luôn. Ok, ban chủ mới chính là con trai của Hồng Thất Công, Hồng Thất Hứa. Nãy giờ ta hỏi tạo không khí cho vui thôi mà. Thứ gì đều đánh hát. Làm nãy giờ đứng đi. Mũi trận mà té ghen được không à. Thứ gì bó tay.